585.000 đồng một hộp, 71.000 đồng một hộp, 40.000 đồng một hộp. Giá cả quá chênh lệch nhau, đến trên 10 lần. Thế nhưng cả ba đều là kem dưỡng da Ốc Sên, được ghi cùng thương hiệu cùng xuất xứ Hàn Quốc. Bất ngờ hơn, khi mở từng hộp kem ra, loại có giá cao nhất đúng mùi, đúng màu sắc, đúng độ sánh của kem. Hai loại còn lại, loại thì lỏng, loại thì vón cục như thạch cao, trộn chất kết dính như thế này. Người đại diện thương hiệu độc quyền kem Ốc Sên của Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, hai loại giá chỉ có mấy chục ngàn là hàng giả sản xuất từ Trung Quốc. Sau khi xem thì cái chất lượng hoàn toàn là nó là giả luôn. Đúng cái giá thật sự của nó là 585.000, còn của người ta 40.000 thì em không biết cái chất là cái chất gì cho mà người phụ nữ mình xài. Tìm hiểu những loại kem giả này bán ở đâu, phóng viên đến chợ đầu mối Kim Biên, sạp nào cũng có đến 7 loại mỹ phẩm Ốc Sên cùng thương hiệu. Hầu hết người bán đều khẳng định họ không có mỹ phẩm sản xuất từ Hàn Quốc mà chỉ có của Thái Lan. Người bán còn lôi từ nơi giấu kín trên trần sạp ra những loại mỹ phẩm Ốc Sên của Trung Quốc để quảng cáo với mức giá siêu rẻ. Dạ, hàng Trung Quốc thì nó rẻ hơn. Được rồi, cái này bán đắt lắm á. Ở đây em bán biết bao nhiêu người một ngày, người ta đủ thứ người kiếm hàng hết á. Thế nhưng, của rẻ là của ôi, không ít người mua trúng phải mỹ phẩm Ốc Sên giả và gặp nạn. Sau khi sử dụng thì em cảm thấy khi da mình nó xuống và sau đó là dị ứng, cảm thấy rất là khó chịu. Mình vừa mất tiền mà mình lại rước thêm cái họa vào người. Cảm giác là thứ nhất là đầu tiên là ngứa trước ạ, đỏ da luôn. Mình nghĩ là mình rất là tiếc và làm thế nào để có thể chữa được ngay lập tức cái vấn đề về da đấy. Theo Cục Quản lý Thị trường, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 50% mỹ phẩm bày bán ở thị trường này đều là hàng giả. Trong đó, mỹ phẩm Ốc Sên của Hàn Quốc nằm trong top đầu, mức độ giả ngày càng tinh vi hơn.